Ác nhân là người phạm tội ngũ nghịch, thập ác. Ác thần là hạng tà thần không giữ quy củ phép tắc gì cả. Có những tà thần thường tới các miếu thờ mà mạo xưng là thần miếu để thọ đồ cúng tế, như tại miếu thờ Phụng Quan Công chẳng hạn. Vì Quan Công thỉnh thoảng cũng đi đây đi đó, không ở trong miếu thường xuyên, nên tà thần bèn nhân lúc ngài vắng mặt mới lẻn vào miếu và giả dạng ngài để thọ dụng huyết tanh của heo, dê, bò mà người ta mang đến cúng tế. Ác quỷ thì có đại ác quỷ và tiểu ác quỷ. Đại ác quỷ chính là quỷ Cưu Bàn Trà, hình thù tựa như trái bí đao. Loài quỷ này còn được gọi là quỷ yểm mị, bởi chúng thường thừa lúc người nào đó đang ngủ bèn đè lên thân người ấy, khiến cho người ấy cứ nằm cứng đờ, không nhúc nhích được, mà miệng thì ú ớ, thốt không ra tiếng. Đó là một trong những loại đại ác quỷ. Lại còn có loại tiểu ác quỷ nữa. Các tiểu ác quỷ thường nương náu trên cây cối và thị hiện thần thông, khiến cho người ta tin tưởng chúng. Điển hình là câu chuyện thọ giới của cây long não Chương Thọ ở chùa Nam Hoa, Trung Hoa. Lúc chưa thọ giới, vị thần cây thường hiển thị thần thông. Hễ ai có việc gì mà đến thắp nhang khẩn cầu thần cây đều được cảm ứng. Cảm ứng như thế nào? Ví dụ, người bị đau ốm đến cầu xin thì chỉ cần thắp nén nhang là liền được khỏi bệnh ngay. Hoặc có người bị mất đồ, bèn thắp hương cầu khẩn thì liền tìm lại được những đồ đã mất. Những chuyện linh ứng như vậy xảy ra rất nhiều. Những người đến cầu xin tưởng rằng đó là sự linh cảm, là Bồ Tát hiển linh, nên họ liền giết gà, mổ heo, mang thịt của đủ loại súc sanh đến cúng tế để tạ ơn, và thế là thần cây được hưởng lộc ăn. Nhưng thật ra đó là một loại tiểu ác quỷ tác quái. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện kỳ lạ, cho nên nếu quý vị không hiểu rõ Phật pháp thì rất dễ nhận lầm. Các loại ác thần, ác quỷ này là Bồ Tát và tưởng rằng có sự linh cảm thật sự. Do vậy, người học Phật pháp chớ nên nghĩ rằng hễ nơi nào có sự linh ứng màu nhiệm xảy ra thì đều là Phật pháp. Đây hoàn toàn không phải là như vậy. Quý vị cần phải thật sự thông hiểu thấu đáo các đạo lý Phật pháp thì mới không dễ bị lầm lẫn. Thấy kẻ thiện nam thiện nữ quy kính cúng dường, tán thán, chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà vọng sanh khinh chê là không có công đức cùng sự lợi ích. Có những ác nhân, ác thần hoặc ác quỷ trông thấy người ta chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng Bồ Tát thì lại buông lời miệt thị: ôi các ông các bà còn mê tín quá nhỉ, cứ dập đầu quỳ lại mấy cái tượng đất tượng gỗ đó thì được cái gì chứ, chẳng được công đức nào cả đâu, các người đừng có tin nhảm nữa. Hoặc là chế nhạo: các ông các bà cứ khom lên khom xuống lại lục mấy ông phỏng tượng đá đó để làm gì. Giống như hiện tại ở nơi này chẳng hạn, cũng có một số ngoại đạo khăng khăng cho rằng việc Phật giáo lễ bái tượng gỗ là không có công đức, đó cũng là dèm pha hủy báng vậy. Hoặc nhăn răng ra cười, những kẻ ác đó thấy quý vị lại Phật thì lại nhe răng cười, chế giễu, tỏ vẻ khinh thường, cho rằng quý vị quá mê tín. Nhăn răng ra cười tức là lúc trông thấy quý vị đang lại Phật thì kẻ ấy liền cười chế nhạo ngay trước mặt quý vị. Hoặc chê sau lưng, có khi những kẻ ác ấy không chê cười trước mặt quý vị mà đợi quý vị đi khuất rồi họ mới nhỏ to phê bình: mấy người ở Phật giáo giảng đường thật là quá mê tín, tôi thấy họ cứ mặc áo tràng vào rồi khoác thêm cái y mà chúi mũi lại Phật và lầm rầm tụng kinh tụng chú suốt ngày đêm, chẳng hiểu họ đang làm cái gì mà như thế thì gọi là lý thú chứ. Chê trách, nói lời xúc phạm kẻ vắng mặt như thế gọi là chê sau lưng. Hoặc những kẻ ác đó lại dèm pha nói rằng mọi việc của quý vị đều là không đúng, và họ sầm sì với nhau: tu đạo một mình thì cần gì phải lại Phật, lại Phật có hữu dụng gì, nếu dùng thời gian đó để ngủ thêm thì tốt biết mấy.
đó là phê bình, chê sau lưng vậy. Hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc kẻ ác ấy chẳng những chính mình chê bai mà còn rủ rê xúi xỉm nhiều người khác đừng đi tụng kinh. Tụng kinh thì có gì tốt đâu, các bạn đừng có đi lễ Phật, cũng đừng đi nghe giảng kinh nữa. Thay vì đi nghe giảng kinh thì các bạn dùng thì giờ đó để phê một liều thuốc phiện, các bạn sẽ có cảm giác lâng lâng bay bổng, mơ mơ màng màng, tưởng chừng như mình đang ở thế giới cực lạc vậy, thì cần gì phải tin vào những việc kia chứ. Đây chính là khuyên bảo người khác cùng chê, xúi dục người khác làm những việc sai quấy như mình. Ví dụ, trong đoàn thể Phật giáo có một người nọ không tuân giữ quy củ, biết là mình yếu thế nên ông ta muốn kiếm một người cũng không giữ quy củ như mình làm đồng minh, để dễ biện hộ cho hành vi sai trái của mình. Bởi nếu bị chỉ trích thì ông ta sẽ bào chữa rằng: thì người khác cũng như vậy mà, có đồng đảng thì dù sao cũng có ưu thế hơn. Hoặc một người chê, hoặc nhiều người chê, hoặc chỉ đơn độc một người đi khắp nơi rêu rao phá hoại, hoặc nhiều người tụ tập lại một chỗ rồi cùng nhau chỉ trích chê bai, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm. Không cần phải lúc nào cũng chê bai, mà chỉ trong một niệm, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm tư chợt dấy lên ý tưởng chế giễu, phỉ báng. Những kẻ như thế, những kẻ nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng, hoặc một mình chê, hoặc cùng người khác chê, hoặc cùng nhiều người chê, và mặc dù chỉ sanh lòng chê bai trong chừng một niệm ngắn ngủi mà thôi, thì sau 1000 đức Phật trong hiền kiếp diệt độ cả, vì tội báo khinh chê nên vẫn còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội cực nặng. Kỳ kiếp hiện tại của chúng ta gọi là hiền kiếp. Vì sao gọi là hiền kiếp? Bởi vì trong thời kỳ này có rất nhiều bậc thánh hiền xuất hiện ở thế gian. Kỳ hiền kiếp có 1000 đức Phật xuất thế, trong đó Phật Thích Ca là đức Phật thứ tư. Như vậy là còn 996 đức Phật nữa sẽ xuất thế. Sau khi có một đức Phật xuất thế thì phải trải qua một thời kỳ rất lâu dài mới lại có một đức Phật xuất thế nữa. Do đó, nếu phải đợi cho đến khi 996 đức Phật đều xuất thế và diệt độ cả, thì thời gian chờ đợi dài biết chừng nào. Vậy mà trải qua suốt kỳ kiếp dài đăng đẳng đó, những kẻ mắc tội báo khinh chê phá hoại Phật Pháp vẫn còn phải thọ tội ở địa ngục A Tỳ. Quý vị nên biết rằng, một ngày một đêm của thế giới chúng ta đang sống thì dài bằng 60 tiểu kiếp ở địa ngục A Tỳ. Lại nữa, 50 năm ở nhân gian thì đối với cõi trời Tứ Thiên Vương chỉ là một ngày một đêm, và 100 năm ở nhân gian chỉ bằng một ngày một đêm ở cung trời Đao Lợi. Thế thì, vì sao một ngày một đêm của chốn nhân gian lại tương đương với 60 tiểu kiếp của địa ngục A Tỳ? Như con người, nếu hôm nào trong lòng vui vẻ thì cảm thấy một ngày rất ngắn ngủi, thời gian trôi qua rất nhanh. Trái lại, nếu ngày nào ưu tư lo lắng, gặp việc không ưng ý, hay phải chờ đợi một ai đó, hoặc đang trông mong điều gì đó, thì lại cảm thấy ngày dài lê thê, thời gian trôi qua rất chậm. Từ đó suy ra, chúng ta cũng có thể biết được do đâu mà một ngày một đêm ở nhân gian lại bằng 60 tiểu kiếp ở địa ngục. Bởi ở địa ngục quá đau khổ, chỉ sống trong sự thống khổ thì người ta thường cảm thấy thời gian đi rất chậm chạp, ngày quá dài. Còn lúc hưởng thụ sung sướng thì lại thấy thời gian trôi qua vùng vụt. Qua khỏi kiếp này xong mới thọ thân ngạ quỷ. Sau khi đã chịu tội ở địa ngục A Tỳ trong suốt kỳ hiền kiếp 1000 đức Phật xuất thế rồi, những kẻ ác mắc tội báo phá hoại Phật Pháp đó lại phải đi làm thân ngạ quỷ. Rồi mãi đến 1000 kiếp sau mới thọ thân súc sanh, lại phải trải qua 1000 kiếp nữa mới được thân người. Sau 1000 kiếp làm ngạ quỷ thì họ được làm thân súc sanh. Làm súc sanh thì cứ sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh ra,
luẩn quẩn trong suốt 1000 kiếp như thế rồi mới được đầu thai làm người. Tuy nhiên, dầu thọ thân người nhưng là hạng bần cùng hạ tiện. Bây giờ, mặc dù được mang thân người nhưng lại thế nào? Lại thuộc vào hạng nghèo hèn, thấp kém trong xã hội. Hiện nay, nước Mỹ đang khởi xướng những hoạt động tế bần. Thế mà, khi vừa đặt chân đến nước này, thì tôi liền phê bình công tác cứu nghèo này. Sở dĩ tôi nói công cuộc tế bần là không có công dụng gì mấy, bởi vì cái nghèo của con người trong đời này là vốn do vô lượng nghiệp tội tạo tác từ vô lượng kiếp cho đến nay. Sự cứu giúp của quý vị chẳng qua là giải quyết về vấn đề trong lúc nhất thời mà thôi, chứ không thể nào khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi cảnh nghèo khó được. Nếu thật sự muốn tế bần thì cần phải đề xướng đủ loại công việc từ thiện, đề xướng kêu gọi mọi người làm việc tốt, bỏ ác làm lành, đừng tạo nghiệp tội nữa, như thế mới là thật sự tế bần. Ngoài ra, cần phải đừng xúi người khác hủy báng tam bảo, mà nên đi khắp nơi đề xướng Phật Pháp. Như có được tam bảo, có Phật Pháp tăng trụ thế, thì nhân loại mới có thể trồng phước được. Bởi người biết cúng dường tam bảo tất sẽ được phước báo, và có được phước báo thì về sau sẽ không phải bị nghèo nàn túng thiếu, đó mới thật sự là tế bần vậy. Trong phần kinh văn này nói rõ là người hủy báng tam bảo. Sau khi đã trải qua thời hiền kiếp của 1000 đức Phật rồi, còn phải đọa địa ngục suốt 1000 kiếp, trầm luân trong cõi ngạ quỷ 1000 kiếp, và lẩn quẩn trong cõi súc sanh thêm 1000 kiếp nữa, rồi sau đó mới được đầu thai làm người. Làm người thì thế nào? Thì phải sống trong cảnh nghèo nàn túng quẫn, hèn kém vô cùng. Các căn không đầy đủ. Những kẻ ác nói trên tuy được mang thân người, nhưng các căn không được đầy đủ. Họ có thể sanh làm người, nhưng phải mang khuyết tật như không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có tai, không có chân. Nói chung là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý không đầy đủ trọn vẹn. Vừa rồi tôi có nói là không có lưỡi, làm sao lại không có lưỡi được? Không có lưỡi ở đây ngụ ý là không nói được. Họ có thể là không có mắt, hoặc là chỉ có một mắt mà thôi. Mọi người đều có 2 con mắt, nay có kẻ chỉ có 1 con mắt. Quý vị thử tưởng tượng xem, như thế trông có khó coi lắm không? Hoặc người chỉ có 1 lỗ tai thì thế nào? Trên đây là ví dụ cho những trường hợp 6 căn không toàn vẹn, các căn không đầy đủ. Thường hay bị nghiệp ác kết buộc vào tâm. Nói chung, tuy những kẻ ác ấy được làm người, nhưng mọi việc đều không được thuận lợi, suôn sẻ như ý muốn. Như không thiếu ăn, thiếu mặc thì cũng thiếu chỗ ở, hoặc gặp phải những sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Nghiệp ác này cũng chính là các tai vạ bất ngờ như đã đề cập ở trên. Những kẻ ấy cứ gặp các hoạn sự, bị những việc bất như ý, những việc không tốt lành ràng buộc, làm não loạn tâm trí, rồi chẳng bao lâu lại phải đọa vào ác đạo. Những người ấy làm người chưa được bao lâu thì lại bị đọa vào 3 đường ác lần nữa.